Trên làn da của tụi mình sẽ có hai loại vi khuẩn có lợi và có hại, và một khi hai loại này mất cân bằng thì da của tụi mình auto gặp những vấn đề như là da yếu hơn nè, nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm giúp da tăng lượng khuẩn, từ đó củng cố cái hàng rào bảo vệ da và giúp cho da khỏe hơn. Nhắc tới DHC thì mọi người quá là quen thuộc với những cái sản phẩm vi uống thực phẩm chức năng, tuy nhiên thì những cái sản phẩm dưỡng da xịn sò không kém đâu nha. Điển hình là em này được người Nhật cực kỳ là yêu thích và cũng đạt được khá giải thưởng của Nhật đó. Ngoài những cái thành phần giúp da tăng lượng khuẩn thì em này còn có công nghệ làm melanoblock với 2% tranexamic acid và BCA thì sẽ giúp ngăn chặn quá trình hình thành melanin. Thêm vào đó là niacinamide và chiết xuất trong não thì sẽ hỗ trợ làm sáng da và mờ thâm. Em này thì có texture dạng gel nhưng mà dưỡng ẩm cực kỳ tốt, nên là những bạn có làn da khô đến da thường thì sẽ rất là thích cái sự cấp ẩm của em này. Sau khi sử dụng thì da được cung cấp một cái độ ẩm rất là tốt nè, không hề có cái cảm giác bí hay là nặng mặt đâu nha. Và ở cái phân khúc hạ rẻ thì nên thấy cái em gel dưỡng này của nhà DHC là một cái sự lựa chọn rất là đáng tham khảo, và mọi người nên thử nha.